Để được đi du học Nhật Bản thì mỗi du học sinh sẽ phải trả một số tiền khá lớn, lên đến vài trăm triệu đồng. Thế nhưng hiện nay có một chương trình đi du học miễn phí ở Nhật Bản cho các bạn học sinh sinh viên đang muốn học thêm về chuyên ngành điều dưỡng chăm sóc. Đặc biệt hơn là các bạn du học sinh còn có cơ hội vừa học vừa được thực tập tại các cơ sở điều dưỡng người cao tuổi có uy tín ở Nhật. Tuy nhiên, để thi đỗ vào những kỳ tuyển chọn này thì cũng đòi hỏi ứng viên phải có những tiêu chuẩn khắt khe. Cơ hội được đi du học miễn phí tại Nhật đã mở ra cho những sinh viên chuyên ngành điều dưỡng của Đại học Điều dưỡng Nam Định, một trong những cơ sở đang có số lượng sinh viên tham gia chương trình đông đảo nhất. Nói đến chuyên ngành điều dưỡng chăm sóc là nói đến những kỹ năng chăm sóc người cao tuổi. Đòi hỏi những điều dưỡng viên không những giỏi về chuyên môn mà còn phải tâm huyết, biết chia sẻ với người cao tuổi. Đi du học sang Nhật thì em cảm thấy đó là một cơ hội thật là tốt, bởi vì là trước kia em cũng muốn đi du học ở đâu đó rồi, nhưng mà do hoàn cảnh gia đình không có kinh tế, điều kiện kinh tế, do đó mà đó là một, coi như đó là một cái ước mơ rất là xa vời. Khi mà biết đến chương trình của tập đoàn Aoyama thì em nghĩ đây chính là cơ hội nó đang đến với mình và em đã nắm bắt lấy nó. Để đủ tiêu chuẩn thì bạn phải là nữ từ 18 đến 29 tuổi, có năng lực, yêu thích nghề điều dưỡng chăm sóc. Bên cạnh đó, bạn phải học 1 năm đào tạo tiếng Nhật ở Việt Nam và thi đỗ nhiều kỳ thi quan trọng, trong đó có trình độ tiếng Nhật N3. Đây là trình độ nghe nói gần như thông thạo. Có thể nói lợi ích lớn nhất từ chương trình này đó là các bạn có thể đi du học mà không cần lo lắng đến vấn đề kinh tế, vì các bạn sẽ được học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí và nhà ở. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm giới thiệu việc làm thêm cho các bạn. Đó là những điều mà các bạn có thể yên tâm khi tham gia chương trình. Khi sang Nhật, những sinh viên này sẽ tiếp tục học tiếp tiếng Nhật trong khoảng 1 năm để đạt trình độ tiếng Nhật N2 và để thi đỗ chứng chỉ điều dưỡng chăm sóc quốc gia. Có cơ hội ở lại Nhật thì phải học tiếp 2 năm chuyên ngành điều dưỡng chăm sóc. Nhưng bù lại, trong quá trình theo học tại đây, du học sinh sẽ có cơ hội vừa học vừa làm tại những cơ sở điều dưỡng chăm sóc. Các bạn sẽ được nhận lương và các chế độ như một điều dưỡng viên người Nhật. Trước hết, chúng tôi sẽ căn cứ vào trình độ chuyên môn và khả năng làm việc mà trả lương theo giờ. Lương tính theo quy định của vùng khoảng 920 yên cho một giờ, tương đương khoảng 190.000 đồng tiền Việt. Và nếu cứ một tuần sinh viên làm việc 28 tiếng, thì trung bình cũng thu về được từ 10 đến 11 man yên Nhật, tương đương khoảng 20 đến 22 triệu đồng tiền Việt Nam. Trong buổi lễ ngày hôm nay, các em đã hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích, có thể giúp đỡ được mọi người. Tôi nghĩ với mục tiêu như vậy, các em sẽ học tập nghiêm túc và chăm chỉ. Vạn sự khởi đầu nan, cái gì mới bắt đầu đương nhiên luôn sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chuyên ngành điều dưỡng chăm sóc với những đòi hỏi khá khắt khe. Tuy nhiên, với một môi trường chuyên nghiệp có tính kỷ luật cao, không ít bạn sinh viên sẽ có điều kiện nâng cao kỹ năng, chuyên môn mà mình theo đuổi.